khám phá căn nhà phố ấn tượng trong khu đô thị Zeitgeist, Nhà Bè, Nam Sài Gòn. Xin chào mọi người và chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của chúng tôi. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ dẫn quý vị khám phá một căn nhà phố độc đáo nằm trong khu đô thị Zeitgeist tại Nhà Bè, Nam Sài Gòn. Đây là một căn nhà phố ngang 7m, dài 17m, được xây dựng trên một khu đất rộng rãi, bao gồm một trệt và ba lầu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, căn nhà này gây ấn tượng mạnh mẽ với kiến trúc hiện đại và sự tinh tế trong thiết kế. Với mặt tiền rộng rãi, căn nhà mang đến không gian sống thoải mái và tiện nghi cho cả gia đình. Với hệ thống an ninh chuyên nghiệp, khu compound này đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân. Từ các lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp đến hệ thống camera giám sát hiện đại, mọi hoạt động trong khu compound đều được giám sát chặt chẽ, mang lại cảm giác yên tâm cho cư dân. Tiện ích đa dạng. Ngoài sự an ninh, khu compound còn được trang bị đầy đủ các tiện ích cao cấp như hồ bơi, sân tennis, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và khuôn viên xanh mát. Đây là nơi lý tưởng để cả gia đình thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Không gian sống tiện nghi. Các căn nhà trong khu compound được thiết kế theo phong cách hiện đại, đầy đủ tiện nghi và sang trọng. Với không gian rộng rãi và thoáng đãng, cư dân sẽ có cơ hội tận hưởng cuộc sống đẳng cấp và tiện nghi nhất. Vị trí thuận lợi. Nằm trong khu vực Nhà Bè, Nam Sài Gòn, khu compound này có vị trí thuận lợi gần các trung tâm mua sắm, trường học, bệnh viện và các tiện ích công cộng khác, giúp cuộc sống của cư dân trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết. Khi căn nhà được bàn giao thô bên trong, chủ nhân có tự do hoàn toàn để tùy chỉnh và thiết kế không gian theo ý muốn của mình. Họ có thể lựa chọn các vật liệu, màu sắc và đồ nội thất phản ánh phong cách và cá nhân hóa riêng của họ. Điều này mang lại sự linh hoạt và sự tự do trong việc tạo ra một môi trường sống lý tưởng và thoải mái. Việc có ô thang máy trong căn nhà không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa các tầng, mà còn mang lại sự tiện lợi đặc biệt cho những người cao tuổi. Vị trí thuận lợi. Nằm trong khu đô thị Zeitgeist tại Nhà Bè, căn nhà này có vị trí vô cùng thuận lợi và các tiện ích công cộng khác, giúp cuộc sống của gia đình trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết. Với những điểm đặc biệt như vậy, căn nhà phố trong khu đô thị Zeitgeist tại Nhà Bè thực sự là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp và tiện nghi tại Nam Sài Gòn. Đừng quên like, share và subscribe để theo dõi thêm nhiều video thú vị khác từ kênh của chúng tôi.